ngày 19 tháng 9, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương xác nhận thông tin bà Nguyễn Phương Hằng ra tù hôm nay do được giảm án. Theo đại diện Viện Kiểm sát, hội đồng xét duyệt giảm án gồm đại diện của tòa án, Viện Kiểm sát đã xét duyệt đồng ý giảm án cho hàng trăm người đang chấp hành án, trong đó có bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hằng còn hơn 3 tháng chấp hành án đã được xem xét giảm hết thời gian còn lại. Quyết định đã được giao cho trại giam để thực hiện. Việc bà Phương Hằng được ra tù là thực hiện theo việc xét duyệt giảm án, không phải đặc xá. Việc xét duyệt từ đề nghị của các trại giam về việc chấp hành án. Sau đó, hội đồng xét duyệt giảm án gồm tòa án và Viện Kiểm sát sẽ họp và xem xét giảm án. Bà Nguyễn Phương Hằng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam, được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra ngày 4 tháng 4 năm 2024. Bà Hằng được giảm 3 tháng tù, còn 2 năm 9 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam ngày 24 tháng 3 năm 2022. Nếu không được giảm án hay đặc xá tha tù trước thời hạn thì phải tới cuối tháng 12 năm 2024 bà Hằng mới chấp hành xong mức án 2 năm 9 tháng tù.